Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để xài cái mô hàng này để cho nó tốt. Đây là cái mô hàng mới của hãng Ginkgo, của hãng Inco chứ. Hãng này thì ở bên Mỹ thì mình mua không biết bao nhiêu tiền, không biết, nhưng mà ở Việt Nam thì nó 146.000 nha các bạn. Bây giờ nè, ở đây nó có một cái đầu nó cong để cho mình thọt vô ngõ ngách nơi này kia đó. Cái hàng cong là cái hàng rất là tốt, các bạn cũng phải công nhận với tôi đúng không? Cái hàng cong mà nó dài như là ok đúng không các bạn? Rất tốt. Mà muốn xài tốt nữa thì các bạn phải làm một nhiệm vụ này cho tôi bắt buộc nha. Các bạn hãy dùng cái thiết hàng đây, thiết hàng nè các bạn, không thiết hàng á là thiết hàng có nhựa thông nha các bạn nha. Nên mua một cái cuộn chì này nè. Nếu mà các bạn ở bên Mỹ thì alo cho mình, mình sẽ tặng cho các bạn mỗi người khúc chì ha, để các bạn xài. Còn ở Việt Nam thì mình hết tặng quà nữa nha các bạn nha. Rồi bây giờ nè, các bạn nào ở bên Mỹ thì cứ liên hệ mình nha, qua Gmail thế giới co .com, thế giới cổ đó, amoc@gmail.com nha. Và bây giờ nè, mình sẽ xây lại hai vòng nha, hai vòng, rồi mình sẽ chích nó vào để mình suy trì. Công đoạn này gọi là công đoạn suy trì để bảo quản cái của mình nó tốt nha. Rồi bây giờ khi các bạn mua cái một cái mẫu hàng, bất kỳ mẫu hàng nào cũng vậy, các bạn phải làm những công đoạn đó cho tôi đó. Thì thế này, cái mẫu hàng của bạn luôn luôn lúc nào bắt đầu nó cũng dính, cho dù các bạn chích nhựa chích gì đi nữa cũng vẫn dính nha. Cũng vẫn ok tốt và xài rất là lâu. Như mẫu hàng này các bạn xài cả năm trời mới hư, nếu một ngày xài có một lần thì có thể là 10 năm nhé, không sao hết. Thì các bạn nhìn thấy nè, chưa cắm điện nha. Bây giờ mình sẽ cắm điện lên, cắm điện lên nha. Đây mình sẽ cắm điện lên nha. Thì cái video này là mình quay cũng khá lâu rồi các bạn, khá lâu rồi, nhưng mà mình chưa có đăng và mở lên cho các bạn xem. Tại vì cái video này mình mới quay lâu lắm rồi, quay hồi sáng nha các bạn. Rảnh là làm cái video để cho cái kênh nó được đề xuất. Hôm nay nó bị tụt quá, nó tụt quá trời tụt luôn rồi. Bây giờ cho các tụt nha, mong rằng video này hay, được các bạn like một cái để chia sẻ ra hàng nhiều người xem. Rồi bây giờ mình cắm điện vô, cắm điện vô này ha, mình đợi nha, mình đợi nó vừa nóng nha, mình suy trì vậy. Rồi công đoạn này gọi là suy trì, suy trì mỏ hàng mà muốn tốt thì các bạn phải làm công đoạn này đó. Đây chụp hình nền luôn ha, đây chụp hình nền cho các bạn luôn nè. Hình nền làm sao cho nó hiếu kỳ hấp dẫn chút xíu các bạn ha, hiếu kỳ hấp dẫn chút xíu ha. Đó, bây giờ lấy cái này đi, lấy cái này nè, đó hấp dẫn ha, hình nền nha. Rồi muốn tốt thì các bạn phải phải suy trì. Nóng chưa, bây giờ nóng chưa nè. Nhiều khi các bạn mới mua về cái mẫu hàng của chúng ta lên khói thì các bạn cũng đừng có hoang mang nha, tại vì nó nóng quá, những cái keo trong đây nè nó sẽ lên khói, các bạn thấy không, keo đây nó cũng sẽ lên khói, nó không có dây nhợ nè. Rồi bây giờ thứ nhất để bảo quản cái mẫu hàng tốt đó, thì các bạn có thường thường có cái này nè, các bạn gác lên nè. Rồi cái này sao nó xì cầu que đây, gác lên ha. Rồi khi các bạn mà muốn cho nó cái đầu mẫu hàng nó sáng, nó dễ hàng đó, thì các bạn dùng cái miếng cước mà để cước sắt đó, các bạn quẹt quẹt đó, hoặc là cái miếng mướp á, các bạn có cái mướp hay là cái bông gì đó, cái chấm như đây. Chứ mà các bạn đừng gõ gì nha, nhiều bạn quen gõ vậy nè. Ở trong đó là những sợi dây đồng, ở những trong là những sợi dây mai so, nó sẽ quấn vòng 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 ở trong cái mẫu hàng này. Khi mình gõ vậy nè, nó dễ bị hư, các bạn nhìn thấy không, dễ bị hư đó. Như vậy thì để bảo quản được á, thì các bạn hãy chấm như nè cho nó sạch nè, sạch đầu mẫu hàng nè. Rồi bây giờ nó sẽ ra cái nhựa hàng đó, mình xi vô đó, xi vô chì hàng ha, còn gọi là thiết hàng ha, miền Bắc gọi thiết, miền Nam gọi là chì nha. Rồi nó xi nè, các bạn thấy không, nó ố lớp này ha. Rồi như vậy thì các bạn tắt bảo quản nó cũng vẫn được, hoặc là các bạn hàng cái gì đó ha, hàng cái gì đó xong rồi các bạn cho nó một miếng chì để nguội, thì khi mà cái cắm nóng lên á, cái chì này nè nó sẽ không bị oxy hóa ở cái lớp đầu của hàng này. Rồi bây giờ các bạn nên dùng cái nhựa thông nè, ha, nhựa thông này là các bạn có thể liếm nó miếng, cho nó liếm miếng nhựa thông đó, để các bạn hàng cho nó dễ. Nhiều khi các bạn không mua được chì mà loại tốt thì các bạn liếm miếng nhựa thông đó, liếm miếng nhựa thông để các bạn hàng. Rồi xì vô, rồi các bạn nhìn thấy là hàng được có mối lớn, mối nhỏ, mối gì cũng hàng được hết. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mối hàng này nha. Đây nè, cái bo mạch này nè, bo mạch này là lâu ngày nó cũ rồi đó, các bạn thấy nè, cái xúc chân nè, nhìn nè, thấy nè đó, lâu ngày nó xúc chân này, thấy không, tự động nó xúc chân nè, tự động nó xúc chân.
tự động nó xúc chân chứ không phải là nó xúc nha, mình hút ra nha các bạn. Bây giờ muốn muốn hàn được cái này á thì các bạn phải chích gì nè. Chích vô nè, bên đây nè ha. Mình ép sát đây rồi cái này nè. Cái chì nè, mình đưa vô mo hàn nè, mình hàn nè, thấy chưa? Rồi mình lấy cái tay á, mình quẹt một chút xíu, quẹt qua quẹt lại. Đó, quẹt qua quẹt lại một cái. Nếu nó không còn nó không dính á, nè có thấy dính không? Nếu mà nó không dính á thì các bạn dùng cái nhựa thông liếm nước miếng. Liếm nước miếng nè. Liếm nước miếng dưới này ha, cho nó chấm xuống ha. Để gần nha không? Cùng nhựa thông để gần dưới đây nha. Gần chấm lên để liền nha. Đó. Đó, không cần chì luôn mà vẫn à, nó lấy chì ở trên đây nè, lấy thiết hàn ở trên đây nó đưa xuống. Các bạn nhìn thấy món hàn đẹp không? Thấy không? Đẹp cực kỳ không? Rồi đây nè, chưa nè ha, nó xúc chân này ha. Xúc chân như vậy là cái máy nguộn các bạn thế nào cũng bị hư thôi. Đó, bị hư thôi. Rồi giờ nè, chấm đến xuống nè. Có nhựa thông nó sẽ rửa sạch nha. Có nhựa xanh nó sẽ rửa sạch cho các bạn. Đó. Bạn thấy không? Quá là đơn giản luôn. Rồi nguyên cái khu này mình coi hàng là hết chưa các bạn coi nè. Chưa? Đẹp tuyệt vời chưa? Rồi ba cái món hàng này cũng vậy nè, ba món này nè, cũng vậy nè ha. Chấm vô. Đó, chấm vô. Ok chưa? Rồi. Món lành đúng không? Còn gì nữa không? Còn hò hàng những cái món hàng thật to đi nữa, này nó dơ á. Dơ thì các bạn cứ quẹt nó. Quẹt nó. À, quẹt nó. Ok. Vậy là xong rồi. Khi mà các bạn tắt nha, rút ra. Nè, rút. Rút cái món hàng ra ngoài. Các bạn rút món hàng ra ngoài để bảo quản. Thì các bạn nên nè, nên này nha. Cho một miếng chì vô. Cho miếng chì vô đây, đó. Cho nó liếp cái này nè, để cho nó đừng có oxy hóa nha. Rồi. Sau đó các bạn á, sau đó các bạn đi bảo quản nó, tắt nó, bảo quản được chưa? Còn khi mà các bạn chấm đồ nhựa đó mà bị hư á, đây cái này quan trọng này nha, chấm đồ nhựa bị hư, chẳng hạn như bây giờ chấm đồ nhựa bị hư nha, đây đồ nhựa nè, các bạn có thể đem ra hàng đồ nhựa được nha. Là giờ hàng đồ nhựa, ví dụ như bị bể đi, tôi ví dụ như bị bể nè, nè bị bể đúng không? Rồi chấm lại, thì các bạn để y nguyên vậy ha, bạn chấm lại. Ví dụ như bây giờ nè, nó đang là hư nha. Nó đang là hư nha. Rồi mình sẽ hàn thử cho các bạn xem. Đó. Rồi khi mà mình hàn như vậy á, các bạn thấy nè, rồi đưa vô. Cái mo hàng của mình nó bị dơ đi, nó bị không có gọi là nó không còn bám chì nữa, đưa vô nó sẽ bị hư. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà mình làm phục hồi cái mo hàng mình lại cho nó thật là ok, nó cũng như mới như zin ban đầu ha. Vậy đây nè, thấy không các bạn, thấy không, chích nó đang thui thì thui nè, hàng làm sao dính được nữa. Đó, đó mình là hàng nhựa gì đi. Rồi bây giờ hàng chì vô coi nó dính không nè, các bạn nhìn nè, hàng chì vô dính không nè, nè nó không dính nữa, thấy không? Nó dính gì kỳ lắm ha, dính nó rớt còn chì xuống ha. Ở cái này dính luôn ta, à, mỏ hàng này cũng dữ vậy ha. Đó, nói chung là nhiều cái mỏ hàng các bạn hàng cho nó không dính, nhưng mỏ hàng này nó ok. Nhưng mà để tôi hướng dẫn các bạn luôn, các bạn lấy cái dao cục giấy hoặc là cái gì nhọn nhọn đó, các bạn quẹt nó ra, quẹt nó ra nha, quẹt nó ra, quẹt ra, này các bạn thấy không, quẹt ra nó ra cái lớp đồng nè, ra lớp đồng. Rồi các bạn chích vào chì nha, tôi nói đây là chì bình thường đó, các bạn thấy nè, đó, quẹt ra chích vô liền, nó dính vậy nè các bạn thấy không, ok không, đó, rồi các bạn không nên quẹt nha, quẹt gì thì nó sướng thiệt, nó văng chì ra cái một à, các bạn chấm chấm gì thôi, đó, thấy chưa, rất là đơn giản đúng không, rồi các bạn có thể cho nó liếm chì, liếm hàng, liếm nhựa thông, các bạn thấy không, liếm nhựa thông. Đặc biệt cái hàng mà liếm nhựa thông gì là các bạn để gần cái bên đi không, gần cái bên liếm như nè, nó hiệu quả nha. Còn để đây nè, để xuống cái mỏ hàng mà nó hút hết trơn rồi, xuống này không có được bao nhiêu nhựa thông hết. Đó, đó là một cái cách để mình chúng ta hàng nha. Rồi có nhiều cái cách hàng nữa, các bạn hãy follow kênh để mình tôi sẽ giới thiệu cho. Mà các bạn nào có muốn làm một cái video là hàng trên những cái chất liệu
là khó khăn nhất dẫn hàng được hay không. À, tôi ví dụ như giờ ở đây các bạn thấy nè, ở đây có một cái này, rồi chẳng hạn như là cái hộp quẹt đây ha, ở đây là một cái bằng inox hay gì tôi không biết, nhưng mà nó khó hàng phải không. Giờ mình có thấy, bạn thấy nè, hàng vô là thử là dính không nè, để hàng thử có dính không nè. Đây, muốn hàng vô cái này á, các bạn thấy hàng nó chật 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 ha, hàng nó chật chật mà các bạn nhìn thấy nè, cái này với cái này là các bạn áp sát vô cho nó nóng thiệt nóng nhau, rồi các bạn để vô, thấy chưa, bình thường ha, dính bình thường đây nè, các bạn thấy không, đó, dính đây ha. Rồi các bạn mà phải hợp nhất với mô hàng nha, cái này phải cái đồ nào chỗ nào sáng nhất của mô hàng thì mình hãy chích chì vô đó. Đó, rồi chích lần lần qua chỗ khác, đó các bạn thấy nè. Rồi đây mình hàng không dây điện đây, cái một là ha. Rồi đây còn cái sợi dây điện đây nè, các bạn biết không, hàng xuống gì nè, đối với cái mô hàng tốt như thế này thì các bạn hàng được ha, nhưng mà nó cũng không đẹp được, các bạn thấy nè, chấm cỡ nào đi nữa ha cũng không đẹp được, dở lên cho các bạn xem nè. À, nó không đẹp được ha, không đẹp được, nó còn dính từ lơ không mép. À, chi bằng là mình phải suy trì nó trước, suy trì nó trước bằng cách nào, chỉ các bạn cái một thôi, cái là ăn ngay. À, tước ra nó còn đồng gì nè, các bạn chích xuống nó khó dính lắm. Giờ lấy cái tay nè, kẹp gì nè, kẹp nè ha, có thấy không, kẹp gì nè, đó các bạn để vô. À, suy trì nó một cái, có thể là cái này dính gì không, rồi các bạn để xuống nè, chích nhẹ thôi nha. À, nó không chết linh kiện của mình, nó không bị hư gì hết. Đó, nhưng mà vẫn được hàng tốt. Đó, tốt cực kỳ không? Có nghĩa là những cái mối hàng này nè, là những cái mối hàng mà chập đó, nhiều cái cọng dây đó, các bạn phải chấm nhanh. Chấm nhanh bằng cách mình suy trì cái này nè. Chứ còn để trì cái nhựa không là sao mà dính được, thấy không? Suy trì nó mới có thể dính được. Đúng không? Rồi, chúc các bạn thành công nha. Bye bye, hẹn lại các bạn video sau nha. Nhớ đăng ký kênh, share lên, hổm ngày mình không có đăng video nó bị tụt đề xuất quá các bạn à. Nhờ các bạn like một phát và bình luận một phát nha.